Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu tiền đấu đá, Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh Sâm Ngọc Linh để mà lừa đảo. Công ty tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh làm tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh Sâm Ngọc Linh nổi tiếng một thời. Từ trước đây, từ năm 2020 đến năm 2022, tập đoàn Mỹ Hạnh bị nghi ngờ tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 10 tháng 11 đưa tin cho biết bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo chồng Sâm Ngọc Linh huy động 1.264 tỷ đồng. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh, 43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc tội lừa đảo chồng Sâm Ngọc Linh huy động tới 1.264 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 năm 2017, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh của công ty tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận rất cao. Bằng thủ đoạn sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho người góp vốn, bị can Hạnh đã huy động vốn của rất nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Ở Việt Nam, chiêu mời gọi hợp tác kinh doanh để lừa đảo là chuyện không hề mới, nhất là chiêu lừa đảo với lợi nhuận cao. Song hành vi lừa đảo cũng như sự nổi tiếng của Mỹ Hạnh và sản phẩm Sâm Ngọc Linh, một phần nhờ vào sự quảng bá của truyền thông nhà nước trong việc quảng cáo tiếp tay cho lừa đảo. Theo giới báo chí, phải kể đến tờ báo Việt Nam Express và báo Hà Nội Mới và một số tờ báo khác đã có những bài viết, những clip quảng cáo mời gọi đầu tư cho bà. Vào thời điểm đó, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo và nghi ngờ dự án trồng và kinh doanh Sâm Ngọc Linh. Song đã bị lực lượng dư luận viên chụp mũ, cáo buộc rằng họ xuất phát từ một số đố kỵ ghen ăn, tức ở. Nhà thơ Ngô Đức Hành, quê tại Hà Tĩnh, đã viết lên tiếng cảnh báo về sự tiếp tay của các cơ quan báo chí cho việc lừa đảo. Ông đã viết trên trang cá nhân rằng: nhắc lại bài viết báo PE quảng cáo cho Mỹ Hạnh, nữ doanh nhân khát khao phát triển, quốc bảo Việt Nam, kể cả báo Hà Nội Mới nhé, báo Đảng đàng hoàng kèm theo link. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Những cảnh báo cách đây hơn 2 năm của dư luận đến bây giờ đã thành sự thật, khi Phạm Mỹ Hạnh, một doanh nhân được nhiều tờ báo của Đảng ca tụng, đã bị bắt vì tội lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng. Nhưng điều dư luận quan tâm hơn đó là câu chuyện ông Võ Kim Cự, người có tên tuổi gắn với dự án luyện thép của tập đoàn Formosa, là thủ phạm xả chất độc thải xuống biển, đầu độc một dải từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vào hồi năm 2016, cũng kinh doanh quốc bảo Sâm Ngọc Linh. Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin cho biết Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, trồng 600 hectare Sâm Ngọc Linh trên giấy để mà lừa đảo. Mạng xã hội dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 đưa tin chính quyền huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum thu hồi giấy xác nhận của công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum với lý do công ty quảng cáo dùm beng đã trồng và khai thác 600 hectare Sâm Ngọc Linh là bịa đặt. Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong cho biết, Sâm Ngọc Linh có giá trị cao nên bị nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng thương hiệu để mà trục lợi. Địa phương đã tìm nhiều giải pháp để ngăn chặn hành vi này. Được biết, công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là một công ty con của tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, mà ông Võ Kim Cự chính là chủ tịch. Trước đó, vào giữa tháng 12 năm 2022, ông Võ Kim Cự và tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã họp báo giới thiệu hệ thống 335 showroom trong và ngoài nước, vừa để người dân trong nước có thể tiếp cận với quốc bảo, vừa giúp tiếp thị ra 15 thị trường và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thu hồi giấy xác nhận của công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Thông tấn xã Việt Nam cũng đã vạch trần sự dối trá của ông Võ Kim Cự, cụ thể ghi như sau. Thực tế, diện tích 600 hectare của tập đoàn Võ Kim Cự chỉ là trồng trên giấy. Hiện nay, tại Kon Tum, diện tích Sâm Ngọc Linh
được người dân trồng tổng cộng có hơn 60 hecta, chưa tính hai doanh nghiệp được tỉnh công nhận là công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắc Tổ. Cũng theo giới quan sát, thì ông cựu bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kể từ năm 2014 cho đến nay, nhờ tiền lợi quả hàng ngàn tỷ đồng ở Formosa đã trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn. Hiện nay, phe Hà Tĩnh có tới 16 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Chẳng nhẽ phe Hà Tĩnh còn thiếu tiền để đấu đá, để cho Võ Kim Cự lập công ty kinh doanh Sâm Ngọc Linh để làm lừa đảo nhân dân, giống như tập đoàn Mỹ Hạnh hay sao? Công luận trong cả nước đang đặt câu hỏi. Đến bao giờ thì Võ Kim Cự mới bị xử lý như doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh vì họ cùng kinh doanh quốc bảo Sâm Ngọc Linh để mà lừa đảo? Quý vị và các bạn vừa xem bản tin của Thời báo.de, thiếu tiền đấu đá Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh Sâm Ngọc Linh để lừa đảo hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào. Thời gian gần đây, truyền thông và mạng xã hội liên tiếp đưa tin về chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Bình liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định tòa án các cấp trong những năm gần đây, việc xét xử các vụ án đảm bảo đúng người đúng tội và chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Mới đây nhất, vào ngày 6 tháng 11, khi trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lại một lần nữa khẳng định rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Quy định về việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Việc chánh án Nguyễn Hòa Bình liên tục xuất hiện với cùng một nội dung phân bua không có án oan, với một tần suất dày đặc bất thường có liên quan gì tới việc Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 132 của Bộ Chính trị hay không? Theo Tờ báo Nhân dân vào ngày 8 tháng 11 đưa tin, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 132 vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghĩa là việc vi phạm của các cơ quan, công an, viện kiểm sát và tòa án, các cấp trong các hoạt động tư pháp sẽ chính thức nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ và bài bản hơn. Phản ứng của dư luận đã hoan nghênh và cho rằng quy định 132 QĐTV của Bộ Chính trị là quy định hết sức cần thiết trong bối cảnh một bộ phận công chức ở trong ngành cơ quan tư pháp có nhiều biểu hiện lộng quyền, tham nhũng, tiêu cực nhưng không bị kiểm soát và trừng trị. Trong khi các công chức, quan chức khác khi vi phạm luật pháp thì bị xử lý bởi các cơ quan tư pháp, nhưng đến khi các công chức, quan chức trong ngành tư pháp vi phạm pháp luật thì lại cũng chính họ cùng với các cộng sự sẽ tự xử lý với nhau, dẫn tới bất chấp quy định của pháp luật. Vụ án Bưu điện Cổ Voi xảy ra tỉnh Long An liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình. Một thời gian rất dài, dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế cùng lên tiếng cho tử tù Hồ Duy Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có kháng nghị yêu cầu điều tra lại theo trình tự giám đốc thẩm. Đồng thời, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng có ý kiến yêu cầu phải xem xét lại vụ án này. Vậy mà vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do chánh án Nguyễn Hòa Bình đứng đầu tuyên giữ nguyên bản án tử hình đối với tử tù oan Hồ Duy Hải tại phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận quá trình điều tra vụ án của Công an tỉnh Long An với các vật chứng quan trọng là con dao và cái thớt mà hung thủ sử dụng để gây án được thu tại hiện trường, song nhân viên điều tra đã sơ suất tiêu hủy,
rồi đi mua ngoài chợ về để mà đưa vào hồ sơ của vụ án. Vậy mà chánh án Bình cho rằng việc đó tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Công luận thấy rằng đây có lẽ là lý do vì sao ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, được coi là người có tật giật mình. Và chánh án Nguyễn Hòa Bình đã nói dối Quốc hội và nhân dân. Hay mới đây vào ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ra quyết định thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh, một tử tù đã có 18 năm kêu oan bất chấp các phản ứng của dư luận trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Sau khi gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng nhận được thông báo thi hành án của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thi hành án tử hình với ông Trưởng, luật sư Lê Văn Hòa đã vận động cộng đồng gửi đơn và tin nhắn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các ban ngành về vụ việc này. Được biết, luật sư Lê Văn Hòa là giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn và cộng sự, thuộc đoàn luật sư của Hà Nội, nguyên là vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Khi đó, luật sư Hòa viết trên trang Facebook cá nhân cho biết, Chủ tịch nước, tức là ông Võ Văn Thưởng, đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Để biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có vai trò như thế nào liên quan đến quy định số 132, vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, về việc kiểm soát quyền lực của các cơ quan tư pháp nói chung và cá nhân ông chánh án đầy tai tiếng Nguyễn Hòa Bình nói riêng, mời quý vị theo dõi phần 2 của Thời báo.de sẽ phát tiếp sau đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.